Đang bận giao đơn Shopee, anh shipper ngã ngửa khi nhận đơn hàng đón con hộ. Trong thời gian gần đây, những tín đồ săn sale đã quá quen thuộc với các anh shipper, đến nỗi niềm nở như người thân, quen thuộc như bằng hữu. Cũng vì thế mà có những câu nói thế này: việc gì khó có shipper, chỉ cần là hàng đến tay thì đơn gì các anh cũng giao về đến tận cửa. Có lẽ là tận dụng lợi thế này, các bậc phụ huynh thời 4.0 đã nghĩ ra các đơn hàng vô cùng bá đạo. Mới đây, một đoạn video đã ghi lại câu chuyện dở khóc dở cười ở một trường mầm non. Cụ thể thì trong đoạn clip, một anh shipper Shopee với chiếc áo cam quen thuộc, bên cạnh con chiến mã chở giỏ hàng của mình, anh chiếm trọn spotlight trước sân trường mầm non. Lần lượt bế từng đứa trẻ cẩn thận đặt vào xe. Đáng nói là không chỉ có một bé mà còn đến tận ba bé. Cô giáo thì buộc phải đứng giữ xe cho anh để anh bế từng bé đặt vào giỏ hàng. Nhìn ba đứa trẻ thích thú ngồi trong thùng hàng, cô giáo chỉ biết nở nụ cười bất lực. Còn anh ấy thì đều không nhịn nổi cười vì đơn hàng bá đạo này. Đoạn clip thú vị nhanh chóng viral và nhận về hàng loạt các bình luận hài hước. Đa phần đều cảm thấy cảnh tượng giờ khóc giờ cười nhưng lại vô cùng đáng yêu trước dáng vẻ ân cần và vụng về của anh chàng shipper. Ôi là trời, nghĩ đến cảnh shipper gọi chị ơi ra nhận con mà em không nhịn nổi cười. Ông bố bà mẹ nào mà IQ vô cực vậy, khó vậy mà cũng nghĩ ra cho được. Chắc phải quen thân lắm mới dám nhờ thế này, hay là mình cũng nhờ anh shipper ruột đón con dùm nhỉ? Khi bố mẹ bạn quá bận rộn, đừng lo, tất cả đã có shipper lo, đơn hàng này thì có đố cũng không ai dám bom nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin nhanh 3 phút. Nhớ nhấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé.